thú vị lắm. Quý vị càng thiền thì càng biết nhiều. Mới đầu đôi khi quý vị ngừng chỗ đó, rồi quý vị nghĩ, ồ, nó đây rồi, chính tôi trước đây. Cũng tưởng như vậy, tưởng mình về đích rồi nhưng chưa. Chưa về đích, bây giờ tôi vẫn còn tiếp tục, tôi luôn luôn ngạc nhiên. Lúc trước có lần tôi nghĩ mình đã cho thế giới hết tất cả, những gì mình đạt được, lúc đó rất khó đạt được. Vì một bên là tôi đạt được, một bên tôi phải cho đi và nhận người. Thế nên tài khoản của tôi gần như trống rỗng. Rồi tôi nghĩ thế là xong, bây giờ mình đã cho hết rồi, chỉ còn nước chết. Lúc đó tôi đã sẵn sàng. Vì tôi nghĩ mình đã xong đời, nghiệp chướng chất đầy nặng trĩu, không còn phước báo. Tôi nhơ bẩn cùng cực, không còn gì nữa hết. Nên lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Nhưng không, bỗng nhiên thiên đàng cho tôi sống lại. Từ đó tôi tiếp tục tọa thiền, rồi ngày càng phát hiện ra những cách tốt hơn để nhanh chóng lên các đẳng cấp cao hơn. Khi mình sẵn lòng xả thân thì thiên đàng sẽ cho mình tất cả và còn nhiều hơn nữa. Thật kỳ diệu. Tôi rất mừng là tôi vẫn còn ở đây và tiếp tục hành trình của mình. Điều đó rất quan trọng. Tôi mừng lắm. Thành ra tôi nói quý vị hay, đôi khi đừng tuyệt vọng hay gì cả. Cho dù thiền không tốt hoặc không thấy gì hết, cứ tiếp tục rồi một ngày nào đó tự nhiên sẽ vượt qua. Quý vị sẽ rất hoan hỷ. Dù không vượt qua cũng không sao. Tôi luôn có mặt để giúp quý vị. Dù quý vị đi đến cảnh giới thấp, tôi cũng có ở đó với quý vị và tiếp tục như thế này. Không thể nào thấp hơn nơi này. Và rồi chúng ta tiếp tục. Ở đây mà tôi còn có thể chịu đựng, dạy dỗ quý vị, ngồi cạnh quý vị thì trên kia làm được chứ. Thậm chí còn tốt hơn nữa. Ngay cả ở cảnh giới Atula, con người họ đã tốt hơn ở đây nhiều rồi. Nhưng có hai loại Atula. Một loại như địa ngục, một loại như thiên đàng. Người ở cõi thiên đàng Atula đã rất dễ dạy rồi. Theo chuẩn mực con người mà nói, dễ dạy hơn loài người rất nhiều. Bởi vì ở đó quý vị cởi bỏ một trong những lớp thân thể vật chất, giúp quý vị có nhiều tự do hơn để thu nhận dữ kiện hay đi bất cứ nơi nào trong khoảnh khắc. Quý vị cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn. Nhục thể này tốt cho nơi đây, nhưng trên kia khi cởi nó ra, quý vị có thể tiếp thu nhiều hơn, tâm trí thông suốt hơn. Quý vị không bị giới hạn như ở đây. Ở đây quý vị còn có bộ não, không chỉ có tâm trí thôi mà còn có bộ não. Bộ não là kẻ chuyên gây phiền. Quý vị cần nó để sống ở thế giới này, nhưng nó gây quá nhiều rắc rối. Lý do là vậy. Vì thế mà chúng ta khó tin tưởng minh sư hoặc khó thực hành theo giáo lý. Quý vị biết điều đó, nhưng đôi khi không chịu làm. Quý vị biết rất rõ ràng nhưng rất dễ quên. Bởi vì hàng ngày làm việc hoặc sống trong thế giới này, mọi người, công an việc làm, bạn bè, hay không phải bạn bè, người yêu, họ cứ tấn công quý vị tới tấp với những suy nghĩ của họ, tư tưởng của họ, lời nói, những rắc rối và trở ngại của họ, làm mình quên Thượng Đế hoài. Ngay cả những lúc ngồi thiền, quý vị ráng nhớ tới Thượng Đế, lúc quý vị dành thời gian cho Thượng Đế mà họ vẫn đi vào. Thượng Đế chỉ biết đứng ngoài nói, khi nào mới tới phiên ta? Quý vị ngồi đó nhớ tới bà vợ nói gì với mình sáng nay. Cô bạn gái la gì mình hồi trưa. Việc gì mình đã làm không chu đáo. Kỳ tới phải làm thế nào. Cậu con trai làm khổ mình ra sao. Cô con gái mình, bất cứ điều gì. Bạn mình, đồng nghiệp mình. Đầy ắp trong đầu. Thượng Đế muốn ngự một góc nhỏ trong trái tim quý vị cũng thật là khó. Ngài luôn bị chèn ép. Trời ơi, đông quá, đông quá. Rồi đôi khi linh hồn mệt mỏi, chán chường, ra khỏi thân thể. Rồi quý vị cứ nằm đó, linh hồn chán ngán đi ra. Đi ra ngoài chơi một chút, tự do một chút.
thế giới này là như thế mà